đó là chuyến hàng quan trọng, công ty sẽ ký một hợp đồng cung ứng rất lớn. Tình hình như vậy, uy tín của công ty có còn không? Dạ, con sẽ tìm cách lấy lại. Dạ, con nghĩ là số gỗ này chỉ bị giữ tạm thời mà thôi, sẽ không mất bất kỳ một mét khối gỗ nào của chú đâu. Chú đừng có lo. Làm ăn á thì phải biết nhìn xa trông rộng, trước khi cậy vào người khác thì phải tự cố hết sức mà đi. Làm ăn mà thủ động như vậy thì làm sao làm được chuyện lớn. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Thôi được rồi, con về lo công việc đi. Nhớ là làm càng nhanh càng tốt nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Ba, đây là bản thiết kế của Seaside Resort, ba xem qua thử đi. Thôi được rồi, để khi nào có thời gian rảnh ba sẽ coi. Dạ. Dũng. Dạ. Ba có chuyện muốn nói với con. Ngồi xuống đi. Ba chỉ có mình con, ba làm tất cả cũng vì con. Gia sản này cuối cùng cũng chỉ để cho con. Con nhất định phải hiểu điều đó. Sao ba lại nói chuyện này? Ba, thực ra thì... Ba hiểu. Tính của con thì không thích đua chen danh vọng. Nhưng ba nói là để con cố gắng hơn nữa. Ba không thể quán xuyến công việc ở công ty này hoài được. Thương trường là chiến trường, đầy cạm bẫy và rủi ro. Ba chỉ sợ sau này ba không còn sức lực nữa, không thể nào đứng nhìn công ty mình gầy dựng bao nhiêu năm lại lụi tàn dưới bàn tay người khác. Thằng Việt không phải là trụ cột của công ty, mà nó chỉ là cháu thôi, cốt yếu là con. Con có hiểu ba nói không? Dạ, con sẽ cố gắng. Được rồi, để rồi coi. Ê, mấy bà biết chuyện gì chưa? Hả? Để đây, hả? Nghe nè. Ủa, để đây, chuyện gì vậy? Đây, tôi kể cho thì nghe. Nói đi. Mấy ngày nay á, giám đốc đi làm có một mình nè. Ồ. Lúc nào cũng khó chịu, căng thẳng, còn bực bội nữa. Vậy á hả? Sếp kêu anh kìa. Ê, lộn lộn bên đây nè. Thôi mình đi làm đi. Dạ, giám đốc gọi tôi. Dạ, thưa giám đốc. Không cần thanh minh. Tôi gọi anh lên đây là muốn nhắc nhở anh cần phải tập trung vào công việc. Nếu chuyện này tái diễn thêm lần nữa, anh biết sẽ bị gì rồi đó. Dạ, dạ cảm ơn giám đốc. Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Anh đi làm việc tiếp đi. Dạ, chào giám đốc. Ê, trái cây kìa, lại ăn ha. Nhìn ngon. Chú lấy cho hả? Con miếng dưa hấu nha. Ừ, lấy cái này đi. À, chuyện trai bán dừa sao rồi? Phải công nhận á, là ba của tôi hay ghê luôn á. Kiếm con bán dừa dạy cho ổng một trận á, ổng sợ chạy mất dép luôn. Sao vậy?
Ước gì tôi cũng có ba ruột, để khi mà bị người ta ăn hiếp á, thì có ổng đứng ra binh vực che chở cho tôi. Tôi thì lại ước được có mẹ giống như bà, dì nương vừa đẹp vừa hiền lại dịu dàng nữa. Ước gì được nằm trong vòng tay của mẹ một lần chắc là hạnh phúc lắm á. Phải chi mẹ của bà với ba của tôi á mà về ở chung với nhau á thì hay biết mấy hả? Lúc đó thì còn gì bằng nữa. Dạ gửi hai cô. Khùng quá à. Mẹ tôi mà nghe được á là chết bà đó nghe. Làm gì mày dữ vậy? Không được thì thôi. Ủa, tôi thấy bác Khang cũng thương bà lắm mà. Thì đúng rồi. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, không biết là ba ruột của tôi có thương tôi nhiều như vậy không, hay cũng giống như ba Khang, có chút gì đó xa cách. Ê, vậy bà đổi ba với tôi đi. Tôi thấy bà với ba tôi cũng hợp nhau đó. Còn tôi á thì làm con của bác Khang. Lúc đó tôi tha hồ mà mua đồ hiệu, tha hồ ăn chơi nhảy múa, tha hồ dành tình cảm với bà Quyên luôn. Tỉnh lại đi, lúc nào cũng mơ ước giàu có không à. Ráng mà học để thăng tiến trong công việc, như vậy mới thực tế. Ai biểu bà có mà có suy nghĩ lung tung. Bác Khang á hứa cho bà căn nhà mà ổm ổm chủ lấy, gặp tôi á là tôi gật đầu cái rụp à. Bà đúng là ở trển té xuống, mất thăng bằng, bất bình thường. Khùng á là tôi đánh bà không được phản ứng lại nghe. Ai chấp nhận người khùng phải không? Ý ơi, khùng gì mà khùng quá vậy, đâu có được. Chết tại tôi. Đổ giờ. Dạ chị thấy được không ạ? Dạ. Dạ chào chị. Ê, con trai giám đốc tới kìa. Trời ơi, đẹp trai quá ha. Quyên, bộ anh khác thường lắm hả? Cũng không khác thường gì, chỉ hơi lạ thường thôi. Hết giờ làm việc rồi, phiền anh về cho. Anh biết lỗi rồi mà. Tại công ty có nhiều việc làm anh phiền lòng, nên anh làm cho em buồn. Anh biết mà, hết giờ anh mới được gặp giám đốc chứ. Anh xin lỗi, mình về nghe em. Anh có lỗi, chỉ tới xin lỗi là được sao? Thôi mà, bây giờ anh đưa em đi ăn món em thích nha, coi như thay lời muốn nói, được chứ giám đốc? Sao tối mà không gọi em trước? Anh muốn dành cho em sự bất ngờ mà, em thích không? Ai thèm. Em à, mình là đám cưới nha, em đồng ý không? Em, mình đi đâu đó nha. Đi. Ủa, nhà mình không có ai sao? Mẹ ơi, mẹ lúc nào cũng lo cho nhà cửa, còn phòng mình thì bỏ bê. Thèm được ba ôm con giống như ba Khang vậy đó. Không biết ba ôm con có ấm giống như ba Khang không. Mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc với con. Con hơi buồn, nhưng cũng không dám giận mẹ lâu.
gì từ lúc con ra đời thì mẹ vắng ba. Có lẽ vì vậy mà nhiều lúc mẹ ghét con. Nhỏ Tuyền nó nói nó ước gì nó có mẹ, còn con ước gì con có ba. Gia đình mình có đủ mọi người thì hay biết mấy. Nguyễn Hoàng Liễm, 13 tháng 7 năm 88. Chín giờ này, ngày này, ba đã ra đi. Có phải tại con ra đời mà ba mất phải không ba? Có phải vì vậy mà mẹ ít quan tâm tới con, phải không ba? Ai cho con lục lọi đồ của mẹ? Mẹ, dạ không có. Con thấy nó nằm ở đây. Mẹ cấm con, từ đây không được lục lọi đồ của mẹ, không được tự tiện vô phòng của mẹ nữa nghe chưa? Mẹ cấm con, ra. Mẹ, nhanh, ra khỏi phòng của mẹ nhanh. Mẹ, đi. Con sao mà đem rượu ra đây? Rượu đâu? Dạ rượu của anh đây. Anh sai lắm rồi, đừng có uống nữa, không có tôi. Tốt đâu. Để em rót cho anh nha. Đi ra. Làm gì dữ vậy? Cô nói cái gì? Tôi bán mạng cho mấy người là vì cái gì? Đổi lại tôi được cái gì? Mấy người chỉ coi tôi là con chốt, thí mạng của mấy người mà thôi. Coi tôi chẳng ra cái giống gì cả. Nè, sao say dữ vậy? Nè, sao uống nhiều dữ vậy?